Rồi mình rẽ qua mình review cái khu đô thị Dragon và Lakeside luôn luôn các bạn ha. Hai khu đô thị này nó nối liền với nhau đây. Đây là Dragon đây các bạn này. Đi hạ tầng chưa làm sao các bạn. Đây là Dragon đây các bạn ha. Một khu đô thị của công ty cổ phần Sài Gòn. Đang rất là dễ dàng các bạn ạ. Đường chưa có thấm nhựa, đèn điện chưa có, nói chung là chưa có gì hết, chỉ lên cái hình hài thôi. Giá cả ở đây thì mình nghĩ là dưới 2 tỷ. Tranh 2 tỷ mình nghĩ chắc không không có ai mua đâu. Dự án này còn miên miên măng măng các bạn này, nghĩ là một thời gian khá là lâu nữa thì mới hoàn thiện được. Không còn hi như các bạn thấy không, nó hoàn thiện nó đẹp ngắt ngay, nó còn bán chưa bán được, huống hồ dưới khu này. Khu này mình nghĩ là chắc còn lâu lắm. Các bạn đầu tư thì các bạn nghĩ khu này ít nhất là phải trên 5 năm thì các bạn mới đầu tư, dưới 5 năm thì theo mình là thôi. Vì các bạn bán lại cũng rất là khó bán. Lùi giá thì cũng mềm thôi chứ không cao đâu. Đây là công viên các bạn này. Tất cả khu này là tương lai, chứ không phải là tương lai lâu dài các bạn. Các bạn tính 10 năm chứ không, các bạn tính các bạn tính 5 năm thì chắc hơi bị khó. Biết lý do gì, con đường nào mình có thể đi qua được à? Hy vọng chỗ này có đường mình đi qua. Đúng rồi, đã có đường mình đi qua các bạn này. Đó là cơ quan và like đây là cùng một cái chủ đầu tư luôn các bạn. Ta sẽ tham quan một cái hai hàng xích hào rất là đẹp. Cơ bản là người ta đã xay xong bằng thô rồi các bạn này. Rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cái hình là vẽ cảnh ở khu đẹp lắm, sáng sủa rất là đẹp. Khu này là khu của tương lai chứ còn các bạn mua bây giờ mình nghĩ là rất là khó. Dân cư cũng thưa lắm, chưa có ai về ở đâu á. Chung là mình thấy nó làm tương đối đẹp các bạn này, cái kiến trúc của chỗ ao.
qua các bạn xem này, nó ba tầng đó bạn, tương đối sạch sẽ hay rồi. Khu này các bạn muốn ở là ít nhất là phải 15 năm sau các bạn mới về, các bạn mới ở được. Ở đây chuẩn bị người ta lắp cửa gương, cửa kính rồi các bạn. Ô vậy thôi, còn chúng ta về chúng ta có hoàn thiện ở trong, còn cái phần phía trước và cái phần gương kính thì người ta làm như nhau. Đây là cái mặt trước đường Mê Linh các bạn. Nói chung rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu thì các bạn đánh trực tiếp rồi các bạn xem rồi các bạn hỏi các bạn mua thôi. Bây giờ thông tin là đang lên mạng rất là nhiều và các bạn đăng ký trực tiếp với nhà chủ đầu tư. Căn nào có thể các bạn mua trực tiếp chứ các bạn không có cần qua cò lái đâu. Căn như vậy là cũng khá là nhiều tiền á. Các bạn mua trực tiếp nhà đầu tư thôi. Những căn chỗ này rất là đẹp, là có view rất là đẹp các bạn này. Đó, view trước hết là có hồ. Đây là cái hồ Bầu Tràm các bạn á. Cái hồ Bầu Tràm là một trong những cái hồ lớn nhất của thành phố Đà Nẵng. Trong tất cả những hàng xích hào thì cái hàng này là chắc chắn là giá tốt nhất, đẹp nhất. Thì đối diện hắn là một cái hồ rất là trong xanh mát mẻ. Tuy vậy nói gì thì nói với mình phải nói một điều rằng cái dân cư đang còn rất là thưa các bạn này, cho nên là để cái tỷ lệ lấp đài mình nghĩ là phải 15 năm sau nữa các bạn á. Khu đô thị Đông Kiến còn trống trơn á, mình có một lần mình đi qua là rất là trống, chỉ có lát đát có vài nhà về ở thôi. Ở ngoài này là khu dân cư đã hình thành hiện hữu rồi các bạn này. Khu này gọi là khu dân cư, khu tái định cư, là toàn những người có nhu cầu thực về người ta ở hết, cho nên rất là đông. Còn trong cái khu kia là khu đô thị dành cho đất doanh nghiệp, người ta bán lại rồi những nhà đầu tư người ta mua đi mua lại rồi thôi, chứ còn chưa chắc cho những người có nhu cầu thực. Những người có nhu cầu thực là người ta mua người ta ở, còn cái nhà đầu tư là chỉ mua đi bán lại thôi, săn tay lại thôi. Nên các bạn thấy là rất là vắng vẻ, ít lắm. Rồi ra đây là mình ra con đường chính, ra con đường quốc lộ rồi. Đó, một số hình ảnh của hai khu đô thị như vậy. Rồi, bye chào các bạn ạ.
nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Bye các bạn.